Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Vào ngày 29 tháng 10 năm 2020, mình có gửi đến các bạn một cái video là hướng dẫn nhận 0.2 token ZFIR. Nay nó đã cho tất cả các bạn rút nghe tất cả các bạn. Để rút được token này thì các bạn click chiếc phần link thứ nhất của mình, các bạn mở cái link form ra, các bạn khai báo thông tin nha tất cả các bạn. Thì các bạn vào kiểm tra vào một link chatbot, thì mình đã dưới phần link mô tả, các bạn bấm vào ba link xuyên các bạn, thì thông tin thì các bạn cập nhật vào nghe các bạn. Xuống đây thì các bạn điền thông tin là Telegram của tất cả các bạn, username đó. Rồi tất cả các bạn copy của username Telegram của tất cả các bạn ở chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nè. Các bạn bắt cho các bạn. Rồi tiếp tục thì tài Twitter, các bạn cũng copy tài Twitter của mình, các bạn follow tài Twitter nào thì các bạn cũng copy điền lại y gan tài Twitter đó nha các bạn. Nó còn MMO của bạn tiếp tục nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn lướt xuống nha các bạn. Thì các bạn bấm vào một balance các bạn chụp mừng. Rồi các bạn bấm vào balance nha các bạn. Rồi thì nó hiện ra một cái giao diện như thế này, các bạn chụp màn hình nó giúp mình nha tất cả các bạn. Rồi sau khi chụp màn hình xong thì các bạn cũng copy cái địa chỉ ETH trước kia các bạn gửi cho thì các bạn cũng trước kia các bạn khai báo địa chỉ ETH nào thì các bạn copy lại địa chỉ ETH đó nha các bạn. Mình thì xài một địa chỉ rất là quen thuộc rồi, địa chỉ các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn cũng mở một cái link form ra nè. Rồi các bạn bắt địa chỉ EC20 bạn trước kia khai báo cho bot, các bạn bắt ở đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ thêm cho nó một cái tệp, các bạn chụp màn hình balance hồi nãy nha tất cả các bạn bấm vào chọn từ thiết bị nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào tệp nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn tải. Rồi tiếp tục qua chị bấm gỡ nha tất cả các bạn. MMO khoan đúng không? Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn rút tiền một con token ZFIR. Hôm nay cũng kết thúc nha tất cả các bạn. Vậy video hôm nay cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.